Anh xin chào ông bà, cô chú và các bạn. Giờ hành đến ấp Hòa Lợi, xã Hòa Thuận, huyện Dòng Điền, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay hành lại nhà có hoàn cảnh khó khăn. Cô chú thì sống có một mình, mà cô thì bị tai biến là một chỗ. Có người thì điện cho hành lấy hoàn cảnh của cô chú khó khăn. Nhà thì bị ngập nên hành lại quay hoàn cảnh của cô chú. Giờ hành mời ông bà, cô chú và các bạn vô nhà cùng hành nha. Rồi con chào cô. Dạ, con chào chú. Chú thứ mấy? Theo kêu bên chú thì thứ tư. Chú tư ha. Kêu thầy bà thì thứ Út. Thứ Út. Rồi cô bị gì lâu chưa? Bà bị 11 năm rồi. Dạ, 11 năm ha. Nhưng mà hồi khoảng cách đây khoảng năm trước. Dạ. Bà còn đi cầu quẹt, cầu quẹt được. Đi còn được. Đi cầu quẹt thôi chứ. Dạ, đi mà đi cũng được, dạ. Liệt từ hồi bị bệnh là liệt luôn. Rồi bây giờ là hết đi luôn. Đi luôn bà phải té. Rồi không nói chuyện được luôn hết sao? Đi nói được nhưng mà chậm lắm. Dạ. Coi như là có khi bà muốn phát âm rồi bà phát âm mình 1-2 tiếng vậy thôi rồi thôi đó. Dạ, rồi chú thường ngày thì chăm sóc cho cô. Đó, thì cứ vợ mình vợ tôi có đi làm được đâu, mỗi lần cũng đi làm hồ xuống Giang rồi nè. Bây giờ hết đi làm luôn nha. Có đi làm được. Rồi giờ hàng ngày mình làm ngày gì sống? Người là chú với cô sống ở đây. Được, mình sống ở đây. Rồi con có chú có làm không? Có, đi làm công ty cũng hơi xa, ở thuốc ở Vũng Tàu á. Vậy đó ha, bây giờ hai ông bà sống ở đây. Đồng rồi đây. Tháng thì gửi tiền về hay gì chú? Đúng rồi, cứ đứa thì cho 1 triệu, đứa thì cho 500. Dạ, vậy lo phụ ha, hai chồng già giờ không có làm gì được hết trơn này. Được hết trơn. Nhà mình cái này mình che, mình dọn hết trơn luôn hả? Đòn tay gãy hết rồi, vui cũng gãy. Dạ. Giờ lá tu xuống giờ phải mua cao su, che phải che hai lớp chứ che lớp che đâu được. Rồi con thấy cái nhà trong kia cất mà sao còn lỡ dở trong á? Là lúc nhà nước hỗ trợ cho được 10 triệu, 12 triệu nhưng mà ta đưa có 10 triệu mà. Coi như là người ta nói là khi mà hoàn thành xong á, là mới đưa thêm 2 triệu. À, con nó gửi về thì làm khả năng thì nó được cho mình được nhiêu mình làm nhiêu thì được nhiêu vậy đó, rồi hết khả năng rồi thôi chứ sao giờ hết khả năng giờ để gì luôn mấy năm nay đó rồi mình ra đây mình ở đảo ngoài đây trong kia nó ngập hay gì lúc đó là trong đó là cái lung nguyên cái hầm chứ không phải cái lung mà nguyên cái hầm rồi chú cất cái nhà này rồi xong là nhà nước cho bắt đầu mới muốn cặp đất lên, chú đẩy vô từ. Còn cái nhà này là trước tiên của mình là nhà này ha, nhà chính này. Nhà có khi mà cái nhà kia thì cất cũng chưa dang dở. Cái đó là sao? Là hồi nhà cất nhà này năm mấy, gần 2 năm mới bắt đầu mới. Nhà nước thấy vậy đó mới hỗ trợ cho được. Lâu chưa chú, cái nhà đã cất lâu chưa? Nhà đó là cũng 2 năm mấy 3 năm rồi đó. Mà giờ tới giờ chưa có hoàn thành luôn. Chưa đâu có còn khả năng đâu để làm. Dạ, giờ cô thì nằm chỗ rồi vậy. Ngồi bị bả. Tại biến bao liền ngồi xe lăn không chứ đâu có đi đâu được. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Nếu mà trong tuổi giấy thì mới có 59 à. Tuổi ngoài đời á, tuổi 64 luôn. Dạ, tuổi thiệt của mình là 64 nha, tại trong giấy thì vậy thôi. Rồi chú dẫn con vô tham quan vòng nhà đi. Rồi. Dạ, hai chú cháu mình đi ha. Chú có cấp trước nè, rồi nhà nước thấy gách qua rồi nó sắp sập rồi nên nhà nước cất trong ở trong, mà không có đủ vốn nên cất còn dang dở 2 năm mấy mà còn chưa có hoàn thành cái ngôi nhà. Tại vì mình không có khả năng để mình cất nữa. Dạ, bây giờ con cho con. Rồi. Ở đây chỉ xây được cái nền lên nè, cái nền mà chưa có làm cái nền, xây vòng vòng thôi. Cái đó mình mới cuốn móng cái này thôi. Dạ cái móng thôi, còn gạch này chỉ xây lên mà chưa có tô. Chưa tô mình cái xây nhà chưa, này cũng chưa có hoàn thành nữa đâu. Dạ. Còn cái này là cái ngập nước lúc trước thì ngập nước nè. Đúng rồi. Bây giờ đắp đất lên thì nó đỡ ha. Thấp hơn cái đó nữa đó. Dạ, con thấy trong đó ngập đó. Giờ đắp được nhiêu rồi? Rồi. Chỗ ngủ ở đây ha, mình ngủ ở đây. Nấu ăn ở đây. Ăn đây. Hồi đó nấu ăn. Hồi đó đây. Ngập nước giờ ra đó. 10 triệu cái nhà này cho 10 triệu đâu có khả năng đâu mà. Trời đủ 10 triệu đó. Là. Nhà này bự quá nè. Rồi 2 triệu đâu rồi. Dạ, cái này giặt mình để đồ thôi chứ đâu hư hết rồi. Cái nền này thì nó thấp dưới đây như nè. Đúng rồi. Nó ngập.
Còn đây là nhà tắm của mình ở đây hả? Còn nhà cầu thì ngoài đây. Đi toilet ở đây. Vệ sinh ở đây thì mình xài, mình ngủ ở đây rồi nó hơi dơ rồi sao? Không cả. Dạ. Nước nó đen hết trơn rồi nè, nhà vệ sinh ở đây. Rồi ở đây thì nước nó ngập nó mới giật nè. Mà chú đẩy đất được nhiều thôi, còn chỗ khu vực này thì không có đẩy vô. Rồi đồ thì điện để trên giạc đừng cho nó bị ướt. Đúng rồi. Nên lóc dán đi, nó cũng chưa có khô, đất nó còn ướt vậy lắm. Mới đẩy vô. Dạ. Cái nhà này thì chỉ cái máy kết cũng chưa có làm luôn, chưa có hoàn thành gì hết. Đã không có khả năng. Dạ. Nghèo thì phải chịu, chỉ sao giờ. Dạ. Rồi cái nhà cũ của chú với cô nè, nó rách gì nè, nên người ta hỗ trợ cho được 10 triệu mà không có đủ làm. Con cái Hùng người vừa được nhiều thôi. Cũ này cũng mục dữ rồi ha chú. Mục hết trơn rồi, cầm tay vậy nó. Dạ. Rượu xạo hết trơn rồi. Nói chung ra tính ra cái nhà này cũng cách nạp 5 năm 6 năm rồi. Sao mình không dỡ ra mình để là mình đừng che rồi mình đựng đồ hả? Ờ cái này để che đỡ bị gì chân. Ngủ ở đây mình tính cái đó là ngủ đó. Dạ. Bà xã thì nằm trong đó. Dạ. Nói chung ra nó làm công ty thì dạ. Vợ chồng thì chồng thì đi làm hồ, vợ thì làm công ty. Yeah. Thì nó cũng phải lo cuộc gia sống đình. Rồi nhà bước nhà trọ rồi con cái đi học đi hành. Dạ, yeah, chỉ phụ được phần nào thôi ha chú, đâu có phụ hết được. Là một tháng á, có khi gửi được 1 triệu. Đó, có khi gửi về được 500. Yeah. Thì nói chung ra là nó có nhiều nó cho nhiều thôi. Dạ, yeah. Còn lo gia đình nữa. Rồi đâu có đủ mà nhà đâu mà tài trợ cho cất đủ cái nhà này được đâu. Đúng rồi. Dạ, yeah. Bây giờ mình mới bỏ lỡ dở vậy nè. Rồi nếu con quay mà có mạnh thường quân nào hỗ trợ cho mình cái được ngôi nhà hoàn thiện ha. Dạ, thì con sẽ quay lại làm cho chú ha. Dạ. Nhà chú thì con thấy cũng ấy quá luôn, mà không có hoàn thành gì hết trơn. Còn nếu mà có làm lại thì dỡ cái này ra luôn rồi mình làm cái trước nữa. Đúng rồi, hôm nay trước thì mình mới kết. Dạ, cắt mấy mới kết ra. Rồi chú có lời gì nói với mạnh thường quân không? Nếu mà được vậy tôi rất là mang ơn. Vậy chứ bà xã bệnh. Dạ. Mà nên tôi lo. Con nó thì cũng nghèo. Về cho mình được nhiều, mình hưởng nhiều thôi. Nếu được mạnh thường quân mà giúp đỡ gia đình tôi thì rất mang ơn nhiều. Dạ, chú nói mà chú có chút đồng. Cũng sáu mấy tuổi rồi mà chưa có ngôi nhà hoàn thành thiện ha chú. Mà nếu mà được ngôi nhà hoàn thiện thì chắc chú vui lắm ha. Vui chưa? Dạ. Có gì bằng? Dạ, có gì bằng. Chú khóc luôn. Dạ, lớn tuổi mà cũng tuổi thân rồi. Vợ thì bệnh nữa, cũng phải lo nữa. Hạnh với chú ra thăm cô một chút. Cô cũng không nói chuyện gì ha. Ít nói nha chú. Con thấy con quen không? Có người điện nhờ con coi kênh của con, rồi thấy hoàn cảnh của cô chú vậy nè. Rồi khó khăn nên dẫn con lại đây quay hoàn cảnh, coi có mạnh thường quân nào giúp đỡ hỗ trợ cái nhà cho cô không á. Đặng có chỗ nghỉ ngơi mình nằm rồi đó, nó không còn bị dột mưa rồi đó cô. Chứ sạch sẽ nên để cái nền đất nó đây thì nó sình quá, đẩy cái này cũng khó khăn lắm. Nếu mà có nền gạch nó thì di chuyển nó sẽ thuận lợi hơn. Cô ông này. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 62. 62 hả? Nếu mà được cái nhà vậy thì cô làm sao, cảm giác cô làm sao? Vui không? Cô nằm cũng mười mấy năm rồi ha. Cô ăn uống gì được không? Cháo không ạ? Con cháo không ăn được gì ha. Sốt huyết bao tử. Ăn cháo không ăn cơm được. Cháo uống sữa. Dạ uống sữa ha, hằng ngày cô uống sữa nữa hả? Dạ. Sữa lon hả chú? Lon. Mắc tiền dữ không? 520. Dạ, 520 một hộp. Một hộp mình uống được bao nhiêu ngày? Một hộp là 10 ngày, một tháng mình là uống được 3 hộp. Tính ra 1 triệu mấy tiền sữa rồi. Rồi tiền tả nữa. Tả thì cứ ngày như là 2 miếng, 3 miếng. Dạ. Tính ra là tiền tả với tiền sữa chăng tháng chắc 2 triệu ha chú? 2 triệu không đủ. 2 triệu không đủ luôn. Rồi con cái thì gửi vậy nhiêu thì lo hết luôn rồi. Còn tiền ăn uống chắc con thấy vất vả ha. Ăn thì nói chung có em út nó dặn lưới nó cho. Dạ, cho cá rồi ha.
Rồi đó, nếu mà có mạnh thường quân hỗ trợ cho cô được cái nền nhà cao như lớp gạch rồi sạch sẽ thì cô sao? Cô nghĩ sao? Mừng. Mừng ha. Dạ. Sáu mấy tuổi rồi mà chưa có ngôi nhà lành lặn để mình ở ha cô. Rồi Hạnh lại thăm gia cảnh của cô với chú thì thấy cũng đáng thương. Cô thì bị bệnh là 17 năm rồi, nằm chỗ nè, cũng không có đi lại được nữa. Còn có ơn chú mà, chú thì lo săn sóc cho cô, cũng không có làm gì được, lớn tuổi rồi. Chỉ nhờ con gửi tiền về nuôi, cho ăn nhiêu thì xài nhiêu thôi. Rồi anh em dòng họ thì xúm lại như có cá thì cho cá. Rồi Hạnh thấy hoàn cảnh thì cũng đáng thương. Nếu mà có ông bà, cô chú, anh chị, các bạn mạnh thường quân nào á, thấy hoàn cảnh của cô chú á, thương á, thì ủng hộ cho cô chú được cái nền nhà sạch sẽ với làm cho hoàn thiện cái ngôi nhà của cô chú luôn á. Ngôi nhà cô chú thì dang dở chưa có rồi, nhà nước thì hỗ trợ có 10 triệu à, nên con cái thì cho ít nữa nên không có đủ được ngôi nhà trọn vẹn. Rồi nếu mà được ủng hộ thì Hạnh xin cảm ơn mạnh thường quân rất nhiều. Rồi hôm nay con qua đây con cũng quay gia cảnh của chú ha. Rồi nữa con sẽ đăng cái clip lên. Mà nếu có cô chú mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước á, thương hoàn cảnh của cô chú á, thì ủng hộ cho cô chú mới được có ngôi nhà hoàn thiện á, thì con sẽ quay lại tìm chú ha. Nếu mà được như vậy tôi rất là mừng rất nhiều. Dạ. Bị từng tuổi này là chưa đủ cái già, giàu lắm. Dạ. Sống thì nhà này nha, cũng giàu. Được cái nhà thì mình sẽ yên tâm hơn. Mình sống thì mình không còn sợ này kia nữa. Thì nói chung thì con chim nó có cái ổ, người dạ, ta có cái nhà. Dạ đúng rồi. Mà mình nhà mình không cầm được con em thì nó cũng tủi thân lắm chứ. Dạ. Làm bao nhiêu thì hồi sức thì làm lo cho vợ. Giờ vợ bệnh cũng lo. Tuổi con cũng tuổi thân, lớn tuổi rồi mà hai vợ chồng không được ngôi nhà lành lặn ha cô. Rồi nếu mà con quay gia cảnh của cô thì có ủng hộ thì con sẽ quay sớm lại làm cho cô chú ha. Có ngôi nhà lành lặn để mình sống ha. Cũng gần Tết rồi, được ngôi nhà khang trang để đón Tết rồi ha. Rồi nếu mà có mạnh thường quân trong nước và ngoài nước á, nếu mà yêu thương kênh Đức Thanh miền Tây á, thì ủng hộ cho cô chú được cái nhà. Thì Hạnh xin cảm ơn rất nhiều, xin chúc tất cả luôn luôn được dồi dào sức khỏe và bình an. Rồi xin chào cô chú, con về luôn ha. Chúc cô chú nhiều sức khỏe ha. Dạ. Rồi xin chào.